Cánh đồng hoa tam giác mạch được trồng ở làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam có diện tích khoảng gần 5.000 m², đang trong thời gian nở rộ, tạo nên bức tranh thơ mộng giữa lòng Hà Nội. Hoa tam giác mạch là loài hoa đặc trưng của người dân tộc sinh sống trên cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang, thường nở rộ từ tháng 10 đến tháng 12. Đại diện làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, ý tưởng xây dựng cánh đồng hoa tam giác mạch xuất phát từ nhu cầu của bà con dân tộc vùng cao khi họ đặt chân xuống làng sinh sống. Năm nay, từ khi hoa tam giác mạch nở rộ, lượng khách đến đây tham quan trong nửa đầu tháng 12 là hơn 20.000 lượt người, tăng 30% so với năm ngoái. Ngoài hoa tam giác mạch, làng văn hóa còn dự kiến sẽ trồng thêm những giống hoa như dã quỳ, hoa ban trong thời gian tới.